Không được rồi, nhiệm vụ là đi đưa tài liệu cho bố mà lại quên thì sao được nhỉ? Các chú sinh viên tình nguyện đều là người tốt cả nên chắc sẽ trông em Bo giúp thôi. Việc của Bin bây giờ là tìm được tài liệu của bố nhanh nhất có thể. Em Bo thấy anh Bin giỏi chưa kìa? Nhưng là một ông anh tài giỏi thì khi qua đường lớn thế này cũng phải cầu viện tới người lớn giúp thôi. Đến xe buýt đây rồi. Tại đây, Bin và Bo sẽ phải bắt xe buýt tuyến số 22 để tới trường của bố. Với những tuyến xe chính như thế này, cứ khoảng 15 đến 20 phút sẽ lại có một chuyến chạy qua. Bin luôn ra dáng là một ông anh mẫu mực, luôn biết chăm sóc cho Bo từ những việc nhỏ nhất. Chính vì vậy, Bo rất ngưỡng mộ và thường hay bắt chước anh trai trong mọi cử chỉ hành động. Anh ngồi em cũng ngồi. Anh đứng em đứng. Đúng rồi, anh đã biết được số rồi cho nên cũng rất dễ. Có thế chứ, cuối cùng thì chuyến xe số 22 đã xuất hiện rồi. Mau lên nào, chắc bố đang rất sốt ruột chờ tài liệu học rồi. Sự xuất hiện bất ngờ của hai vị khách tí hon đã gây chú ý và sự thích thú quan tâm của những vị khách có mặt trên chuyến xe ngày hôm nay. Tiền lương trường bố cháu ở học viện. Học viện biểu viện viễn thông nè. Biểu chính. À, biểu chính viễn thông. Ôi, lúc nào đến học viện biểu chính viễn thông thì bạn cháu nhất. Cháu tên gì? Tên là Tâm ạ. Thế con cháu? Cháu tên gì? Huy ạ. À. Em cháu ạ. Điểm dừng tiếp theo Láng Hạ. Mới chỉ đi với mẹ trên tuyến xe này có vài lần thôi, nhưng xem ra Bin đã có vẻ rất nhớ và sành tuyến đường đi đấy nhỉ. Chà, vị khách này có vẻ hiếu động và hơi khó chiều đây. Tiếc quá, lại phải chia tay với người bạn đồng hành lớn tuổi tốt bụng và vui tính rồi. Đấy, ở đây nhá, không được xuống nhá, xuống là ngã đấy. Tiếp theo, nhà 18-1, Trung Hòa Nhân Chính. Ơ kìa, anh Bin đi đâu mà để em Bo ngồi một mình thế này? Lý do là đây. Robot trái cây chính là món đồ chơi mà anh Bin rất mê. Chính vì vậy, khi thấy một vị khách trên xe có món đồ chơi này, anh chàng đã không ngại ngần tới làm quen. Và hình như niềm đam mê với món đồ chơi này đã làm anh chàng bắt đầu quên lời mẹ dặn. Thấy Bo đứng chờ ở bậc lên xuống, một bác hành khách nghĩ rằng cậu bé sẽ xuống ở trạm này nên đã tốt bụng giúp đưa cậu bé xuống, mà không biết rằng còn phải tới 3 trạm nữa mới là đích đến của hai anh em. Có nghĩa là bây giờ... Ôi thôi, không kịp nữa rồi. Đến lúc này thì cậu anh mới cảm thấy thực sự lo lắng. Đứng một mình ở ngoài, chắc em Bo của Bin sẽ cảm thấy sợ lắm, không thể để lạc mất em được. Bin quyết định xin dừng xe quay lại tìm em.
Trong khi đó, em Bo dường như còn đang chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Bo chưa hiểu. Lần này mới thấy việc thuộc số điện thoại của mẹ thật là có ích. Mẹ, lúc ấy, em ơi xuống trước, con đang phải tìm em đây này. Đây không. Cuộc điện thoại với mẹ có vẻ đã giúp cho anh Bin cảm thấy dần bình tĩnh lại, mạnh mẽ hơn và nhận ra việc cần nhất phải thực hiện ngay. Đứng chơi một mình thế này chả vui tí nào. Bò buồn ngủ rồi đây. Hệ thống đường hầm dành cho người đi bộ thường có nhiều ngách rẽ. Bin lại không muốn em phải chờ lâu hơn, vội vàng chạy mà quên không để ý xung quanh nên đã đi ngay sang phía bên kia con đường. Nhầm đường rồi, mau quay lại thôi. Lần này nhớ chú ý hơn, không lại lạc tiếp nhé. Thấy cậu bé đứng khóc một mình, một cô sinh viên tốt bụng đi ngang đã dừng lại để dỗ dành, an ủi. Trạm xe buýt đây rồi, Bin phải kiểm tra lại cho kỹ, xem có đúng tuyến 22 dừng ở đây không đã. Nhưng anh Bin cũng đã biết đọc chữ đâu mà đọc chăm chú đến mức không thấy em Bo thế này. Và đây là bài giáo huấn của một ông anh. Bo tự đi ra đấy à? Bo, sao Bo lại tự đi như thế? Sao Bo lại để anh phải tìm như thế? Nhưng mà đó là do anh Bin mải chơi robot mà để em bị lạc đấy chứ nhỉ Bin ơi. Mà sao lại để hộp sữa đang uống dở vào ba lô thế kia? Luôn phải nhớ bài học nhớ đời lúc nãy mới được. Đố ai hiểu được lời giải thích đầy khó hiểu này của em Bo đấy. Lần này thì có vẻ anh Bin đã rút được kinh nghiệm và thận trọng hơn rất nhiều. Ngồi sát bên vào đẩy lên là hỏi lúc nãy đi lạc là Bo có sợ không? Cầm tay cho chết. Cầm tay em rồi đấy. Rất là yêu. Đứng xuống. Trường của bố đây rồi, bố đã dặn hai anh em tìm tới nhà A3 để tìm bố. Nhưng rộng thế này, biết tìm đường thế nào đây? Bố ơi, chắc chắn là nhà A3. Phòng A3, chỗ nào A3? Cái chỗ mà trường ăn nữa. Trường đại học có khác, toàn người lớn thôi. Trường cũng rộng lớn và bề thế hơn trường mầm non của Bin và Bo nhiều. Bây giờ thì lúc nào cũng nắm tay em nhỉ? Nhà A3 thì đây rồi, nhưng sao mãi chẳng tìm thấy bố thế? Chắc bố đã vào giờ học rồi. Thế tao là bố chờ mình mà. Bố ơi! Cắp pin ơi! Cắp pin hay là ở chỗ kia không? Bố ơi! Bố ơi! Lệnh cấm này quả thật không có tác dụng khi người ta còn chưa biết đọc chữ. Mà anh Bin lại đi đâu thế kia? Chú ơi, cho cháu mượn điện thoại, cháu gọi cho em. À, bố cháu ạ. Anh Bin quả là có tài thương thuyết đấy nhỉ. À, hay là 85 đọc lại đi bây. Thôi, không cần phải gọi đâu. Thôi, không cần phải gọi đâu ạ. Hình như là vậy là Bin và Bo đã vòng quanh sân trường tới hơn 10 phút mà vẫn chưa tìm thấy nơi bố học ở đâu. Đang nghĩ là đứng quanh quốc đó là sẽ nhìn thấy bố.
Anh Bin lại phải trổ tài ngoại giao lần nữa vậy. Ông 985 ấy chứ. Bố cháu tên là gì? Đương nhiên là chú không thể gọi cho bố được rồi, vì Bin quên nhắc các chú rằng điện thoại của ba còn phải thêm mã vùng 04. Thử vận may lần nữa với hai chị gái dễ thương này vậy. May quá, hai chị nhận nhầm đây là số máy bàn, nhưng cũng đã kịp thêm số mã vùng vào. Con đã vào, đang ở cổng nhà. Cổng nhà ba chẳng thấy bố đâu. Chờ thêm một chút nữa thôi.